Trời bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám dỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Trời. Ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... À, trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có anh, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Dạ. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Được tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 20 tình. Thì mỗi gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em nên người Bắc. Thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không chịu. Trời bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh à. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm riết cũng không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc, mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình. Làm cho mình không có thời gian để làm một cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình. Thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép với. Tại vì bên đây, bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất ký về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha.
Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ, đó tôi được mời anh gì và rồi, khỏe. Dạ, rồi. Mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là Tươi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp. Thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. À, để tôi xem mặt nhà gái cái coi. À. Nên đã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. À, rất là nền nã đúng rồi. À, mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có cái chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đầu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn. Sợ về làm dâu nấu đám giỗ nấu một cái là ê hề là không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải... Là... Người ta muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không, bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Ừ. Coi mình có đến được hay không thôi. Ừ. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của Tươi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Đô là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tươi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1
2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm đi nhịn gì nữa trời. Chúng ta đang nắm dỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó. Hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nha. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn. Không cà phê chòi thì em đi ngang, em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Nghĩ mình hay nghĩ ai? Không đâu, em đi mình anh, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình anh vô chòi làm gì? Không anh ơi, chòi. Cho em hỏi nó cà phê ôm không anh? Có cà phê ôm không anh? Có của giờ bây giờ em giao hết mà đó, bởi vì em mới cần thương em sự thật, em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết. À trai, mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Dạ bên nhà gái xin được phép giới thiệu trước ạ. Rồi xin mời. Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Nga, năm nay em được 43 tuổi. Em làm dài thể thao. Nga là ở đâu Nga? Dạ em ở Biên Hòa, Đồng Nai anh. À rồi mời em trai. Em tài xế xe. Em tên là gì? Em tên Lê Quang Lê, hôm nay 44 tuổi. Em ở đường tỉnh Lộ 10 đó, em. Đồng Nai với tỉnh Lộ 10 cách nhau chừng vài chục. Đồng Nai thì em đi ngang hoài. Đi hoài đúng không? Em có lái xe bỏ giày chưa? Có, em giao mấy cái cối mà đế giày, mấy cái cối đế đó. Ủa vậy đó hả? Vậy là cũng được à, có đôi khi là giao lấy giày bên đó rồi mà chưa biết á. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi, xin mời nhà gái. Dạ, cái ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em á thì ai mà nói gì tới em mà không đúng cái em buồn. Em buồn cái em khóc. Buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết. Không làm anh hết, chỉ buồn khóc hả? Thôi. Giống anh. Ủa, giống Lây hả? Cũng buồn khóc. Một mình không ai biết. Vậy là em với anh giống nhau có chỗ đó rồi đó. Về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc, không ai nói với ai nữa mới vui á. Kỳ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Nấu rồi cũng được anh. Ừ. Ngon không? Cũng ngon mà. Cũng ngon hả? Rồi khuyết điểm là gì Lây? Ít nói. Ít nói. Gì nữa? Hay buồn vậy thôi, còn cái là đi cà phê. Cà phê mà làm gì khuyết điểm? Tội nghiệp mấy quán cà phê. Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh. Kiểu gì? Cà phê thôi chứ. Em uống cà phê kiểu gì em nói cho nghe coi. Có nhiều kiểu cà phê lắm. Cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó. Cà phê chòi có không? Không, cà phê chòi thì em đi ngang, em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Nghỉ mình hay nghỉ ai? Không đâu, em đi mình anh, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình anh vô chòi làm gì? Không anh ơi, chòi. Cho em hỏi nó cà phê ôm không anh? Có cà phê ôm không anh? Không, tại nào giờ anh không có cà phê, anh không có biết cà phê ôm em ơi, anh biết cà phê bình thường à. Nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu. Có đi cà phê giỏng không? À, cà phê giỏng thì có. Có thì chưa? Nhưng mà em nằm ở anh thôi. Sao mà em biết em nằm ở anh? Không, tự mặt. À, không? Cà phê chọi đâu nhiều chỉ anh coi. Cà phê chọi. Cà phê chọi thì ở đâu? Cũng là ở đó luôn thôi. Ở Đồng Nai nhiều lắm. Nữa. Câu chuyện của mình mình làm có ngành đi hỏi người ta địa chỉ là tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Trời. Tôi đi hoài à? Tôi đi hoài à? Bữa nào mình đi uống cà phê chòi bữa nha. Bữa nào tôi dám không đi, tôi không đi. Anh hiền khô à. À,
Nó đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê tròi, phải giỡn chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công tao hoài. Ừ, tại mệt, mệt em vô đó em nghỉ mệt thôi chứ. Nào giờ mấy mối tình rồi? Nó hai mối tình mà người ta yêu em không à. Trời ơi trời, sao lạnh lục vậy? Không phải là người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Ví dụ người ta nói anh ơi, giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó. Và anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết. Thì em thương thì như cũng tìm hiểu nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò như thôi. Vậy nữa hả? Em còn cái tình cảm của em là không có đâu. Rồi để tôi gọi coi nhà gái, tôi coi mắt nhà gái coi làm sao. Chào em gái. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một đời chồng đã ly dị này được 2 năm. Lúc đó thì em với ông xã em thì ảnh dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em, cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Con em là con trai hay gái? Dạ con trai. Giờ ở với ai? Dạ ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? Bé đi học anh, rồi ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Một khi em không lên đây, em nên lên đây em cũng chấp nhận người đó. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Tính tình sao? Tính tình thì tình người, người đó. Như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt. Hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe mình gặp người già mình cho qua trước đi. Mình từ từ mình qua, đó là mình cảm kích cái người lớn. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng. Không để ấp ấp mở mở trong lòng. Đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn đó. Còn em muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp á. Thì thứ nhất á, là người đó cũng thiệt tình và đồng thời á, phải đồng cảm với em. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Người mà dạng như chung chăn chung gói với mình á, thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lây? Thương với nhau mình phải tin tưởng lẫn nhau, còn không thương thì thôi. Rồi Lây đi với ai vậy? Em đi ên anh. Mình ên thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ? Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lây á thì có cái anh thì nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi. Có hợp với chị em không? Là em cảm nhận em chắc không hợp. Em cảm nhận em chắc không hợp. Anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Thì em thì lanh, lanh hơn anh. Bù trừ cho nhau được mà. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào. Đó, đây là phần của em đó. Vô anh. Quà anh gửi em kỷ niệm. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một bức thư và một cái hộp kẹo. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Em mở ra coi. Kẹo đây. Kẹo. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo cái... hả? Kẹo ngon quá anh. Nhớ hồi chi anh cũng... Trời ơi, xin ăn nữa. Này gì đây? Trời gì quá, đẹp quá vậy? Thư tình cuối mùa thu đó. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Anh nhé. Được không? Bỏ đây làm kỷ niệm. Nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lây nha. Em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi. Nó lớn lên sao cho Nga nghe nè. Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em anh thấy sao? Dễ thương. Thì cái thì em còn em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không?
Bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà cảm thấy được á thì bao lâu anh cưới? Thật cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó. Vô luôn. Gia đình anh mà bao nhiêu anh có hai anh em à? Bây giờ từ từ em trai tôi đang rung trả lời từng câu ha. Cái tình cảm thì không biết là em dành cho anh như thế nào. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em. Đó. Cái điều kiện đó là anh làm được. Thí dụ anh thương em chừng nào anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới được không? Dạ. Rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Anh thì anh ở cậu hồi nhỏ tới lớn, thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên Cần Thơ quê ngoại sống là bây giờ ở đó thì không ai ở, khi ông mất rồi cũng không ai ở. Khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Nó thuộc về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền sát thành phố Cần Thơ luôn. Đó giờ á quê em thì sinh sống là tại ở biên hòa Đồng Nai. Thì công việc của em đó cũng đang ở Đồng Nai. Nếu nhưng mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Khi một mình anh làm mà nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước. Ở Đồng Nai lại mà ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Thí dụ bây giờ Lay về ở Đồng Nai với em rồi Lay lái xe rồi hỗ trợ em thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó, mình mở ra thêm một cái cửa nữa, đúng không? Thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á, mình sẽ phát huy cách là gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Đơn giản. Em làm thì như là có của thì vợ nắm. Vậy thôi. Có của vợ nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết. Đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích xấu xấu. Lấy lợi ích đi cà phê rồi. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có đi, chở vợ đi theo. Chở vợ đi theo. Còn thật tình lắm á. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền thiệt chứ không phải là hiền giả. Không phải là diễn đâu nha. Đúng rồi, em thấy hiền. Bây giờ này nè, em tiến tới, em lại nắm tay Nga coi. Anh cho anh xin nắm tay nha. Đứng kéo nhà đứng lên. Trời ơi, buồn hôi không kìa. Gung quá mà ra mồ hôi luôn. Gung lắm á. Rồi, bây giờ là nè, người ta là còn trong trắng luôn á nha. Chưa có người yêu. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi không lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng sâu vô mắt Nga coi. Em hát thử bài gì đó cho nó. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật coi. Bởi vì số phận tôi gặp không may. Tương lai mong ước trong đời xui thay sụp đổ tới bời. Ôi gã gời thẳng sáng trời ơi. Hay quá. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời. Ta hạnh phúc bên người ơi. Đó. Thấy chưa? Hay này. Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi. Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi. Cho nên là em chỉ có nói thôi. Rồi em nói gì nói với anh đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì thì sao em? Thì vấn đề nãy em cũng trao đổi anh gì đó. Thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào em nói. Đúng. Anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì nếu mà anh rảnh thì bữa Chủ nhật. Còn anh chỉ muốn nói với em á, thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mình đừng nên bỏ lỡ ha. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai, là người thương mình thật lòng. Anh mong em đừng bỏ lỡ anh. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Hay quá. Thấy chưa? Anh nói nhỏ mà cái câu cuối hay ghê không? Bảy nhật của Sina.
bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình, phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian rồi. Em gái không bấm, em còn băn khoăn điều gì? Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền và nói chung chắc không phù hợp với em. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà phù hợp với mình nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình phù hợp với nhau, hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình. Cái điều đó hay nha, có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn, bởi vì họ hỗ trợ cho nhau, xa nhau thì họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á, là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Thôi, duyên số mình không có rồi, em trai nha. Em ít có cô gái lắm, thành ra em nhút nhát. Em này thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em, có rất nhiều người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Cảm ơn anh chị. Rồi, đi xuống đi đây xuống chị. Đây. Này, em chào anh Nguyên Linh. Rồi. Rồi, chị đi đường này nè. Đôi khi cuộc sống mình mong muốn người mà hợp, thật hợp với mình rất rất là khó, khó lắm. Chính vì thế chúng tôi luôn luôn muốn những cặp đôi họ sẽ suy xét cho tận cùng để xem cũng không cần hợp gì cho lắm, chỉ cần hợp một chút chút thôi. Rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta phù hợp với nhau. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con, không được, được không? Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là tập đi vua mà. Đây là tờ 50.000 em đặt bao nhiêu cái tờ? Này là em muốn 50 tờ tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nhỉ. Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Mời nhà trai. Oh. Wow. Hú hé quá, bên đây tò mò quá. Cầm đây. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Nguyên Linh. Con chào chị Ngọc Lan. Con chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chị chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ, thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú. Luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời xô đẩy. Cái này xô hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này ta đến tiền anh nhiều quá ta bị mờ đó. Nghe mắt kính cũng nhiều thì chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi.
Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi chị. Dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra ngược nhau luôn á. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở với Hậu Giang 3 năm. Sao tréo ngoe quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính sao mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình hơi kéo khó. Người ta về. Chắc là kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình. Toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ 4 thì do cô ấy kém với chênh lệch tuổi quá nhiều. Ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay. Nói chung là mình đây kém tới 8 tuổi rồi nữa. Không, kia kém đến 14, 15 tuổi rồi. Ô, chào con. Rất là trẻ luôn, 25 tuổi hả? Là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc cũng kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay vậy chứ đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53. Nói là chứ cao hơn cũng khúc á. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Cũng không trắng mấy, yên tâm, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chút. Sao, có hút thuốc không? Không. Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi. Không có tính gia trưởng á chú. Mình nói hiền mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như dạ. Là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, đại khái nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người rồi. Mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con không được, được không? Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được? Không, tức là tình yêu thương á. Yêu thương trọn đời luôn á. Là không bao giờ gọi là không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhiều. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu. Phụ nữ nào cũng hay có nói là tại mình không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy ở trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Nó mà chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì... Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà em. Người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh, không ngủ thể ngủ được. Còn phải suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiên nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu, cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim. Để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe cái câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha. Tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì
Cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa. Tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa, rồi vui vẻ thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó, chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn cho chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa. Cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình nè á? Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. Hay quá. Rồi cảm ơn cháu rất nhiều. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Dạ em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối, không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ che chở được, mình làm trụ cột gia đình. Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một rời đi một tỉnh khác thì nó rất mất thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là lập nghiệp á, nên cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi. Và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng con món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ. Tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời ơi, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó. Dạ, coi như là kiếm tới em. Cảm ơn em. Kiếm mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Một con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Thật hợp lý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? Em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩa lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì có cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. Chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn ngon. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh chắc chưa, là chưa gặp rồi. Chắc đó chưa. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái.
Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh có mời em đứng lên được không? Dạ. Anh mời em đứng lên được. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy. Coi coi cận mấy độ. Coi coi mắt nó có chinh miếng nào không? Có thay đổi gì không? Tâm bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ. Anh đến quê em một chiều nắng ngâm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa, nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được. Ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này. Mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Em xin chào hai em bác, cho hai tụi con quen nhau. Con hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho hai bạn. Con gấu màu hồng và con gấu màu nâu. Để nó quấn quýt nhau suốt cuộc đời nha. Nào. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thật là em thích những người gái Việt Nam lắm. Thích gái Việt Nam. Việt Nam. Tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Ngào. Có chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung à? Ở miền Trung hả? À. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích quen trai Sài Gòn. Mày căng rồi nha. Căng rồi đó, vô rồi thấy câu mới đầu vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Em tên là Bích Quyền, em năm nay 25 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở công ty di động H5 Mobile chị. À, H5 Mobile. Rồi mình đợi coi bạn trai mình hôm nay là ai nha. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường và chào người bạn đấy. Chào bạn. Dạ. Bên kia tên là Bích Quyền. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Lê Văn Trường, em hiện tại là quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc. Vậy không nghe gì trơn vậy? Nãy đi chung với anh kia hả? Dạ không. Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vừa vào hôm qua. Vào hôm qua? Cái gì? Mới qua chạy vô đây vô luôn kiếm vợ vậy đó hả? Dạ, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ở Thanh Hóa, làm việc ở Hà Nội, vô Thành phố Hồ Chí Minh kiếm vợ. Đi xa vậy. Ủa là hôm nay vô đây là để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi hả anh ơi? Không ạ, tại vì em theo dõi chương trình rất nhiều và em thấy rất là có ý nghĩa mà em thì hiện tại chưa thể tìm được người như ý của em mong muốn. Thì em đã đăng ký tham gia chương trình nhờ chương trình tìm một cái người mà em đã gọi là liệt kê sẵn. Liệt kê rồi hả? Đâu liệt kê sao? Kể nghe dùng liệt kê coi. Thật là em thích những người gái miền Nam lắm. Thích gái miền Nam. Nam tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Ngào. Cỡ chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung ạ. Ở miền Trung hả? À, em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng má hồng. Da trắng má hồng. À, dạ vâng. Dịu dàng thướt tha da trắng má hồng. Thân hình cân đối. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích trai Sài Gòn. Mày căng rồi nha. Căng rồi đó, vô là thấy câu mở đầu vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Mình giới thiệu về mình trước đi, lỡ anh cũng đi ngàn dặm xa xôi đến đây đúng không? Mình phải cho mình cơ hội để kéo màn còn tìm hiểu nữa chứ. Dạ em thì nhiệt tình, vui vẻ, nói chung là sống tình cảm. Chỉ vậy thì ưu điểm có gì nữa vợ? Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hát dở lắm. Dở cỡ nào? Hát thử nghe nó dở cỡ nào. Dở lắm anh ơi, ai nghe cũng sợ. Kệ nó, thử anh nghe, biết đâu đó ấn tượng sao? Em không thuộc bài nào anh ơi. Hát đỡ cỡ 2-3 câu cho anh Linh anh biết. Đúng rồi.
Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Thôi em hát. Trời ơi, bài đứa 3-4 tuổi hát cũng được mà em hát chưa đúng lời. Đúng rồi, em hát chưa đúng nhạc nữa. Thế mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, lúc trước em có quen hai người chị. Một người lúc thời còn đi học á. Còn một người thì mới chia tay đây cũng khoảng 2 năm. Chia tay 2 năm? Dạ. 2 năm nay là không có ai đeo đuổi mình sao? Như cũng có người này quen qua quen lại nhưng mà không có hợp chị. Bây giờ mình đã muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi chị. Bây giờ anh bên kia anh đầy đủ yêu cầu hết á, thì mình có cho nhau một cơ hội không? Em không biết, nhưng anh nói sao á. À, đâu có sao đâu. Ta nói thương nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà xa cái gì. Nhưng mà cái mẫu người bạn thích là người như thế nào? Cho em thích là con trai nè, cao khoảng 1m7 nè, vui vẻ. Bà là cao 1m75. Nói chung là nói nhiều xíu. Nói nhiều? Dạ, em ít nói nên thích người nói nhiều. Ủa sao kỳ vậy bạn? Thương vừa qua sức lợi anh ơi. Bạn mình thì ít nói quá nè. Công việc cụ thể bạn là hàng ngày làm gì? Em hiện tại đang là kỹ sư cơ khí, nghĩa là em làm bên đại lý bán hàng dịch vụ cho nhà sản xuất máy, làm bên các máy móc công nghiệp. Máy móc công nghiệp? Dạ. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Nói chung là không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, ăn mặc bê bối. Mình có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thích Lý Hải chị. Anh Lý Hải ca sĩ hả? Dạ. Thầy giống Lý Hải nè. Giống mà. Hả? Giống giống Lý Hải á. Đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có em gái đi cùng. Chào em gái em đâu? Chào em. Dạ chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Em tên là gì? Dạ em tên là Xuân Tài á chị. Em ruột của Quyền hả? Dạ đúng rồi chị. Thấy anh bên kia sao? Dạ thấy anh thì nói chung là cũng hiền, cũng dễ thương. Cái vụ mà chị nói không có chịu ngoài người Bắc á, em nghĩ sao? Thấy có cứu vãn gì được mối tình này không? Em thấy quê ở đâu cũng được, nhưng mà chị thích là phải lập nghiệp ở Sài Gòn. Nói chung là có nhà ở Sài Gòn để chỉ cho công việc của chị thì ở đây. Đủ giờ Hà Nội ta giàu quá rồi, giàu luôn mấy chục cái nhà luôn, không ra hả? Mua Sài Gòn chi? Giờ sao ở Hà Nội sao quen anh? Ủa quen, quen bình thường. Ngày sao đi chơi anh? Thì ra Hà Nội đi chơi. Em mới đi làm. Bây giờ mình chỉ cưới quen cái được là mình cưới luôn. Chưa tìm hiểu sao cưới chị? Cần cái gì tìm hiểu gì nữa. Bà là bà khó dễ sợ luôn vậy đó. Hơi khó anh. Hả? Đủ giờ yêu nhau trong đây mà anh về Hà Nội là đám cưới đi không? Thì tại yêu thì trong đây bắt buộc ra ngoài. Còn giờ chưa yêu mà anh ở ngoài nữa. À sao? Vậy là hiểu rồi. Ngại tức thời gian hẹn hò không có chỗ đi. Ngại hẹn hò thôi đúng không? Tức là yêu trong đây nếu mà chịu đồng ý đám cưới xong là ra ngoài ở được cái gì? Thì cái đó để suy nghĩ lại. Khó quá trời khó luôn thiệt. Thì bây giờ ông ấy để chị thương lượng coi. Giờ mỗi tuần là từng ảnh vô thăm em, từng em ra thăm ảnh, thăm qua thăm lại khoảng chục lần đám cưới luôn. Rồi ra ngoài ở quản lý làm việc ở ngoài. Bây giờ để hỏi coi có tiền đám cưới không nè. Dạ sao chị? Sao em giờ công việc ngoài kia ổn định lắm hả? Dạ vâng thì em cũng khá ổn định ngoài đấy rồi. Khá ổn định ngoài xong ở ngoài kiếm vợ luôn đi rồi vô đây chi được. Thì em gọi là thích người Việt Nam mà. Nhưng mà em chưa bao giờ có cơ hội gặp người Sài Gòn. Nghe em cũng hay công tác ở Sài Gòn nhưng mà em cũng chưa thể gặp được. Đó rồi bây giờ chị đưa ý kiến cái vụ hẹn hò vậy đó. Nếu mà em thấy cũng hợp thì nếu hai người thích hợp thì em sẽ cố gắng là một tháng em làm một lần. Hoặc là họ có thể rồi lại đổi lại người đó thì ra Hà Nội. Rồi thí dụ như giờ đem cổ ra ngoài thì có tìm được việc đồ gì cho cổ làm không, hay là cổ ra ngoài rồi cổ làm gì? Việc thì trước tiên thì tùy theo khả năng của mình tìm, còn không thì người phụ nữ mà không sao cả. Ở nhà chồng nuôi? Vâng, không sao. Có nhà chưa? Tại em thì hiện tại chưa, nhưng mà trước khi cưới vợ thì em cũng mong muốn mua một căn nhà nhỏ. Mà muốn khi nào cưới? Thí dụ giờ được cũng lẽ đi ra vô hoài. Em thì xác định thì em muốn tầm tuổi 29 tuổi. 3 năm nữa không lẽ giờ quen nhau 3 năm mà một tháng đi vô một lần tìm máy bay sao chịu nổi? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng nào mà bạn thích á, ví dụ hình thích mẫu lý tưởng giống em thích thì đó? Giống diễn viên Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh. Cũng giống lắm á, giống. Nhưng mà giống là giống lý tưởng cho vui thôi chứ mỗi người một nét không có so sánh được. Giống đúng không? Giống Nguyệt Trang, Nguyệt Ánh y chang có mái tóc. Chị thấy rất là có thành ý. Em nghe nãy giờ em nghe là chị đâu cần nói lại đúng không? Chúng ta sẽ kéo màn lên ha. Để cho cô ấy gặp đi. Kéo màn. Mỗi tháng vô một lần 3 năm cưới luôn. Có nhà trước khi cưới đàng hoàng nha. Mỗi tháng vô 3 năm vô liên tục vậy bán nhà luôn á. Chuẩn bị. Mời hai bạn. Chào anh. Tặng rượu. Dạ em cảm ơn. Thấy ta chu đáo chưa? Hoa mà để vô cái hộp mình để giữ cái hộp luôn đi. Bỏ hoa vô cái hộp mới đẹp. Tặng cô khác là không có hoa, tặng cô khác nữa. Cái hộp đẹp hơn hoa. Em soạn cái hộp đẹp vậy mà tới hồi em tặng thì em lại lấy ra để cái hộp lại.
Dạ em không biết thì em nghĩ là tặng phải tặng hoa thôi. Ý không phải hoa thiệt. À, không hoa thiệt, hoa sáp. Hoa sáp là hoa là sao? Em cũng không biết. Đẹp quá, hoa sáp. Cảm ơn nha. Đương nhiên, đúng người ta. Đúng vô. Hả? Trời ơi, thấy đẹp quá tôi lấy luôn. Quá đẹp. Anh nói với em nghe nha. Chưa thấy chàng trai nào mà chuẩn bị kỹ lưỡng gì đó. Mua mà không mua hoa thiệt, mua hoa sáp á, sợ héo đó. Là tình yêu nó không bao giờ phai mờ theo cái hoa sáp này, để ngàn năm nó cũng hư nữa. Là kỹ lắm á. Anh thiệt, anh là anh gái anh chọn liền luôn á. Rồi, 2 phút tâm sự. Thế lúc nãy cũng có nói chuyện em không thích ở xa. Hiện tại thì anh đang ở Hà Nội. Thì Sài Gòn thì anh chỉ là công tác thôi. Đâu mà mình đồng ý á, thì anh sẽ vào 1 tháng 1 lần. 1 tháng nhau lần? 1 tháng thôi, tại vì anh ngoài Hà Nội cũng khá là bận. Dạ. Nhưng nói chung tại anh ở xa quá, mình tìm hiểu thì nó cũng khó lắm. Nếu mà hôm nay, nếu mà em tạo cho chúng ta một cơ hội thì anh nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất là khó quên. Dạ. Quan điểm của anh về hôn nhân á, gia đình là như thế nào? Anh chỉ thích người chung thủy thôi. Anh không thích phụ nữ mà không chung thủy, mắt đưa tình. Cái đó thì em không có, nhưng mà em thấy anh nãy yêu cầu của anh cũng cao lắm. Không cao gì không? Biết có em có đạt yêu cầu không? Anh nhìn thấy em con mắt rất đẹp và mũi rất đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng chưa thấy ai nhiều chuyện bằng 2 ông bà này. Nói chuyện đứng cứ nhìn hoài. Thì thích thú người mà sợ cũng không anh chọn anh, tiếp. Anh có sở thích gì? Không? Anh có sở thích à? Sở thích là đá bóng, rồi hát hò, rồi đi du lịch. Em hát dở lắm anh. Anh thì thích giọng Sài Gòn với miền Trung, cho nên anh rất thích những ca khúc mang giai điệu trữ tình. Thôi hát đi, hát tặng đoạn đi em. Hát tặng đoạn luôn. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo sắn áo ở sắn mà em mặc một màu thiêng thanh. Ràng em đẹp tựa trong chăn, mà trong đôi mắt duyên lành của nửa đôi. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo. Em quên rồi. Như đó thôi, như đó để tiếc. Như đó thôi. Hay. Hay hơn cháu ba nãy nhiều. Không biết tại sao anh có sở thích là rất thích người miền Trung và miền Nam. Sao kể sao anh thích người Hà Nội? Tại vì ở Hà Nội anh cũng có quen. Nhưng mà anh không thấy hợp, cho nên là anh cũng không muốn làm khổ người ta. Cho nên là anh cũng không muốn đồng ý. Bỏ cái vụ ngoài Bắc ra đi. Bây giờ em cảm nhận người bạn trai này như thế nào? Về một miền thì bỏ qua, còn mọi thứ em thấy anh cũng ok. Quá ok chứ. Lấy nhau mà anh muốn em sinh cho anh mấy đứa? Thì anh muốn mấy đứa? Thì anh thì quan điểm hiện đại nó chỉ cần 2 thôi. Chỉ 2 là đủ. Em rất nhiều con. Nhiều thì vô tư thôi. Sao? Thí dụ mai mốt em theo ảnh ra ngoài lập nghiệp luôn, hỏi ảnh bao lâu cho anh em về thăm nhà 1 lần, thí dụ vậy. Ủa, thoải mái. Nhưng mà vấn đề có đủ chi phí đi hoài. Thì tất nhiên thì đã nói thì mình phải thực hiện. Dạ ok. Có lấy nhau sớm hơn được không? 3 năm đi tốn tiền tới máy bay lắm. Đấy tùy em, gia đình anh thì là mẹ bố mẹ anh cũng dục, tại vì anh còn trưởng. Bây giờ em nói một câu gì chinh phục cổ cuối cùng mà suy nghĩ 30 giây. Suy nghĩ nha. Nói sao để có bấm nút á. Nói sao có bấm nút nè. Suy nghĩ đi, bắt đầu. Anh yêu cảnh ấn tượng về mặt ngoài trước, thì anh nghĩ là nếu mà tạo điều kiện cho nhau cơ hội, nghĩa là không lo khoảng cách xa, nghĩa mình có thể đi được, thì hôm nay nếu mà em đồng ý, hôm nay không bao giờ anh quên, thì anh sẽ bấm nút. Rồi tới em nói đi. Em hả? Chút nữa anh biết kết quả. Rồi hết thời gian. Thời gian dành cho hai bạn chỉ có trong 3 tiếng đếm thôi. 3 2 1. Cảm giác em bây giờ như thế nào? Em rất là vui em gặp người đó, nhìn cũng giống người ảnh. Có mặt nhỏ dễ thương. Em rất là thế. Còn Quyền mà. Quyền cảm giác như thế nào? Chung thấy ảnh cũng đẹp trai. Thì là được rồi, nắm tay nhau cái đi. Nó tình cảm ta đi xa. Ôi, lắm á. Này nắm vậy nắm chứ đâu phải bắt đâu mà.
nắm tay chặt tay nhau coi. Hai nãy giờ tôi lo thiệt, lo muốn chết luôn vậy đó. Bạn đi đi tỏ tình mà tôi lo giùm á, thật sự tôi rất là thích. Anh nói thiệt với em nha, đây là chàng trai rất là bản lĩnh. Anh thấy tính của anh ấy là vững vàng đấy, lập trường chắc đấy. Chị nói thiệt với em, ai mà tỏ tình với chị mà ở xa mà nói mỗi tháng anh vô thăm em một lần là chị đồng ý liền luôn. Chị nãy giờ chị cứ lo em không có nhấn nút. Anh nhớ một câu này nè, là nếu như em đồng ý nhấn nút thì ngày này anh sẽ không bao giờ quên tặng cặp vé dành cho hai bạn. À, gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ, dạ. Đi xem phim liền cho chị. Đừng rời xa nhau nha. Không tình nãy giờ tôi nói vô muốn chết rồi, bỏ cơ hội đi xem phim liền nha.